Lời đầu tiên xin kính chào tất cả quý thầy cô giáo trong giáo phận Phát Diệm, và cũng xin chúc mừng bổn mạng của giới giáo chức Phát Diệm ngày hôm nay, lễ kính Anton Padua 13 tháng 6. Đây cũng là dịp để tôi ra mắt với quý thầy cô. Cho nên đáng lẽ thầy cô phải ngồi trên này, một mình tôi ngồi dưới kia thôi. Ở trên này không đủ chỗ, cho nên là tôi xin lỗi ngồi ngược chỗ một tí, ngồi trên này để nói với các thầy cô. Khi nói đến bổn mạng, thì chúng ta thường nghĩ là cái người được chọn, vị được chọn là bổn mạng đó là phải có một chút nào đó có mối liên hệ với một đoàn thể, một cá nhân rồi đó. Ở bên ngoài xã hội thì người ta thường có cái ngày tổ nghiệp, tổ nghề gì đó. Thì ngày hôm nay các nhà giáo, quý thầy cô mừng bổn mạng. Nhưng mà tôi đọc tiểu sử Thánh Anton Padua thì ngài cũng không có liên hệ gì lắm đến cái nghề giáo. Thực sự ngài có dạy thần học, nhưng mà sau này thôi. Rồi tôi hỏi ra, cũng đọc cái báo cáo của các cha đặc trách giới giáo chức, thì ghi như thế này: quý thầy cô được gặp nhau vào dịp hè sau một năm bận rộn với việc giảng dạy và hoạt động trong môi trường giáo dục học đường. Cái lý do để chọn Thánh Anton bổn mạng 13 tháng 6 là bởi vì cái lễ của ngài nó vào tháng 6, vào dịp hè, để cho các thầy cô gặp nhau thôi, chứ còn chẳng dính dáng đến ngài. Bình thường một vị thánh bổn mạng thì chúng ta nhìn vào ngài như một mẫu gương liên quan đến cái hoạt động của mình mà noi theo, rồi cũng nhờ ngài chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Nhưng mà trong trường hợp này thì Thánh Anton được nhận làm bổn mạng giáo chức một cách bất đắc dĩ. Không biết ngài có buồn không? Tôi nghĩ tôi mà được ai chọn làm đặc trách giới này hay là phụ trách đoàn thể kia mà một cách bất đắc dĩ như vậy, mình hơi buồn tí. Con người mà. Nhưng mà đối với các thánh nhân thì chắc ngài thánh thiện hơn, ngài siêu thoát hơn, cho nên chắc không có gì phải buồn. Với lại lúc nãy tôi thấy trong cái giờ văn nghệ của quý thầy cô đó, cũng có một bài hát nhắc đến Thánh Anton với một giọng ca rất truyền cảm từ Ninh Bình, cho nên là chắc ngại vui. Đây là dịp, như ban đầu đã được đề ra, để mừng lễ và để cho các thầy cô trau dồi những điều hữu ích và cần thiết cho sứ vụ của quý thầy cô, như ghi trong cái báo cáo vừa rồi của cha đặc trách giới giáo chức giáo phận chúng ta. Vậy thì sứ vụ của chúng ta là gì? Bên cạnh cái sứ vụ là những nhà giáo, là những người giáo dục đào tạo mà xã hội đã trao cho, thì với cương vị là một Kitô hữu, chúng ta còn có trách nhiệm gì, sứ vụ gì nữa hay không? Cũng trong cái báo cáo xác định rõ sứ vụ loan báo tin mừng trong môi trường đặc thù của ngành giáo dục. Đấy, cái trách nhiệm đào tạo, giáo dục các em về kiến thức, về nhân bản đã nặng nề rồi. Bây giờ mình thêm cái trách nhiệm là loan báo tin mừng trong cái môi trường giáo dục cho những đối tượng mà mình đã được trao phó. Đã gánh một vai rồi, giờ thêm một vai nữa. Nên cái trách nhiệm của các quý thầy cô rất nặng nề. Và để thực thi cái sứ mạng này thì chúng ta nhìn vào cái thực tế, cái môi trường của chúng ta một chút. Có lẽ nhiều người khi nhìn vào môi trường giáo dục thời gian qua thì nhận ra rằng ở đó không phải có những cái giai điệu vui tươi phấn khởi như nãy giờ
các cô, các thầy trình bày trên sân khấu này. Mà thay vào đó lẽ là một cái giai điệu buồn. Buồn ở chỗ nào? Có nhiều điều buồn lắm. Trước nhất đã lâu rồi, trong ngành giáo dục nó tồn tại một cái thứ bệnh mà nhiều người cũng đã biết. Biết mà không tự chữa mình được. Bệnh thành tích. Tôi nhớ từ cái thời tôi đi học cũng vậy, chuẩn bị mà tới cái giờ giữ giờ là được các thầy cô luyện cho đứa này trả lời câu này, đứa kia trả lời câu kia. Cho nên là đến lúc có những người giữ giờ ngồi dưới là giơ tay hăng hái lắm. Xuất phát từ thành tích. Và cái bệnh thành tích nó đưa đến một cái hậu quả là gì? Gian dối. Không thật. Để đạt được thành tích thì người ta phải tìm cách này cách kia, nâng cái thành tích đó đi. Mà cái khả năng thật của mình thì không đạt được điều đó. Cho nên bắt buộc phải tìm cách gian dối để nâng cao cái thành tích của mình. Từ thế hệ này đến thế hệ kia, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cứ càng nâng cấp lên thì cái sự gian dối nó càng tinh vi hơn. Tôi nhớ cách đây ít năm có một cái nghiên cứu thăm dò của tiến sĩ Trần Văn Thêm về cái căn bệnh gian dối ở trong học đường. Thì rõ ràng có cái sự chênh lệch nâng cấp như vậy. Và ở trong cái cấp phổ thông, cái tỷ lệ gian dối, các em nó nhận mình đã từng gian dối. Con số như nào thầy cô biết không? Trong môi trường của mình, 68%. 68% các em học sinh nó nhận, thừa nhận mình đã từng gian dối. Đấy, một con số như vậy khiến chúng ta phải trăn trở, phải suy nghĩ trong cái môi trường đào tạo của mình. Rồi một cái nốt nhạc buồn nữa trong cái môi trường giáo dục, đó là tình trạng bạo lực học đường. Suốt nhiều năm nay cứ thỉnh thoảng báo chí lại đưa một cái thông tin, mà đó là thông tin chính thức đó, còn hàng ngày nó vẫn diễn ra thôi. Và nhất là sau một cái thời gian là dịch bệnh giãn cách vừa qua, học trực tuyến, không có dịp tiếp xúc với bạn bè, không dịp tiếp xúc với thầy cô, cho đến khi cái tình trạng bình thường trở lại mới có dịp gặp gỡ tiếp xúc, thì cái tưởng là người ta lâu lâu không gặp nhau, người ta gặp nhau thì ta quý mến yêu thương chia sẻ hơn. Mà gặp nhau rồi thì làm sao? Tình trạng bạo lực học đường nó càng gia tăng. Cho nên hơn năm nay thì báo chí cứ liên tục đưa tin về những cái vụ các em nó đánh nhau rồi vân vân. Mà không phải chỉ có bạo hành giữa các em học sinh với nhau, mà còn có cái tình trạng bạo hành giữa thầy cô giáo với học sinh. Mà cái này nó nguy hiểm hơn, không chỉ bạo hành về thể lý đâu, mà bạo hành về tâm lý. Hù dọa, chỉ dập, trù dập, vân vân, để rồi lợi dụng, lạm dụng. Mới tuần vừa rồi có cái vụ ở trong Sài Gòn, ở huyện Nhà Bè gì đó, lạm dụng học sinh. Rồi nhiều lắm, Nghệ An, Đồng Tháp, hầu như tỉnh nào cũng có. Nhìn như vậy thì chúng ta bảo, ôi giời, con sâu làm rầu nồi canh. Nhưng mà một con sâu làm rầu nồi canh thôi thì nồi canh cũng đổ đi, không dùng được. Mình bảo thôi số ít mà. Cho nên trong cái tình trạng đó, nồi canh đã bị con sâu làm rầu rồi, thì đối với chúng ta này, là những Kitô hữu, mình phải làm gì? Thú thực khi mà đọc những cái tin về bạo hành những cái cô bảo mẫu mà hành hạ những em bé, nó chưa thể nói, chưa thể lên tiếng đòi quyền lợi của nó, tôi thấy chua chát lắm. Và mình tự hỏi không biết là những cô giáo đó có phải là Kitô hữu không? Nếu là Kitô hữu thì mình còn chua chát như thế nào? Nên có thể nói là trong cái môi trường giáo dục đó, thì thay vì giáo dục thì cái bóng ma
cái ảnh hưởng của ma giáo nó đang khuynh đảo cái môi trường giáo dục. Và vì thế cho nên muốn xua đuổi ma giáo ra khỏi môi trường giáo dục thì chúng ta phải đem vào đó những cái giá trị tôn giáo thôi. Chỉ có tôn giáo mới xua đuổi, mới chiến thắng ma giáo, là sự dữ, là sự xấu. Vì thế là người Kitô hữu là những thầy cô thuộc giáo, dưới giáo chức Công giáo, chúng ta được mời gọi phải trở nên men, nên muối, nên ánh sáng trong môi trường giáo dục của mình. Cụ thể như thế nào? Biết đây có thầy cô nào rành tiếng Hán không? Chữ sư trong tiếng Hán thì nó vừa có nghĩa là thầy giáo và nó cũng có nghĩa là mẫu gương, chữ sư. Cho nên muốn làm thầy giáo thì phải là một người gương mẫu. Đặc thù nghề nghiệp của chúng ta là giảng dạy, là truyền đạt, cho nên nói nhiều lắm. Cho nên đây tôi nghĩ cho ở cái chỗ này chúng ta phải học Thánh Antôn. Thánh Antôn cũng là bậc thầy về giảng thuyết, hùng biện. Nhưng mà trước khi là một bậc thầy về giảng thuyết hùng biện, Ngài là một người, con người rất âm thầm phục vụ. Khi gia nhập dòng Francisco, trước đó Ngài đã nhập dòng Augustine rồi và làm linh mục rồi. Nhưng mà khi được thôi thúc, Ngài đã chuyển đổi ơn gọi của mình gia nhập dòng Francisco khó nghèo. Ngài chỉ chọn cái công việc, dù đã làm linh mục rồi, chỉ chọn công việc mục vụ thôi. Rửa bát, dọn phòng cho anh em, đổ rác, rất âm thầm khiêm tốn. Nhưng mà tình cờ tới một cái lần trong cái lễ truyền chức, Đức Giám Mục mệt không thể giảng được, cho nên là muốn ủy cái quyền giảng thuyết trong thánh lễ đó cho các bề trên. Mà bề trên nào cũng ngán cả, không chuẩn bị nó có dám, sợ mất tiếng. Nhất là có trực tuyến như vậy, nếu mà không chuẩn bị lên nó am ớ là cả thế giới nó biết. Mà cuối cùng Antôn nhận. Và một cái lần tình cờ như vậy, nhiều người thấy một cái thằng rửa chén, dọn phòng, đổ rác mà bây giờ đứng giảng ở trên đó. Nhưng mà khi Ngài giảng rồi, tất cả đều bất ngờ té ngửa. Một nhà giảng thuyết đại tài. Đấy, Thánh Antôn có cái tài ăn nói như vậy, nhưng mà Ngài chỉ nói đúng lúc, đúng chỗ thôi. Còn cái chính là phải bằng cái công việc của mình, bằng chính hành động của mình, làm mẫu gương cho người khác. Thế cho nên chúng ta cũng đừng quên một cái cách truyền đạt hiệu quả, nó không phải bằng lời nói mà bằng việc làm, bằng chính cách sống của mình. Không phải Thánh Antôn mới là tấm gương để chúng ta noi theo đâu, mà chúng ta còn một cái vị thầy đại tài khác, một vị thầy tuyệt vời để mình noi theo. Chắc chắn quý thầy cô đoán biết là vị thầy nào rồi, thầy Giê-xu. Một người mẫu mực, có thể ông tổ của mọi nghề nghiệp, ông tổ của các linh mục, ông tổ của các giám mục, hôm nay lại ông tổ của các nhà giáo. Một vị thầy để tất cả chúng ta đều phải học hỏi. Ngài cũng giảng ít thôi, trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ Ngài giảng ít thôi, nhưng mà lời giảng luôn đi đôi với việc làm của Ngài. Cho nên là Ngài không bảo lần này các con phải nhớ thầy giảng thế này thế kia, mà Ngài gọi, mời gọi hãy học cùng thầy, vì thầy hiền lành và khiêm nhường. Muốn mời gọi như vậy thì phải chính mình, cuộc sống của mình phải tỏ ra là một người hiền lành và khiêm nhường. Hãy yêu thương như thầy, vì thầy đã yêu thương anh em. Luôn luôn, luôn luôn làm trước, cái hành động đi trước lời nói. Vì thế cho nên quý thầy cô chúng ta muốn trở nên muối, nên ánh sáng trong cái môi trường giáo dục của mình. Ngoài những lúc đứng lớp mình phải giảng dạy, phải truyền đạt, thì trong các cách sống của mình, trong các lối cư xử với đồng nghiệp, với học trò, mình phải
trở nên một mẫu gương để người ta nhìn vào đó, người ta trầm trồ. Ồ, đạo Công giáo hay vậy sao? Đạo Công giáo có nhiều điều tốt vậy sao? Nên trong cuộc sống mình cũng không phải phô trương làm màu, nhưng mà càng sống giản dị càng khiến cho người ta dễ gần gũi. Học trò nó thấy cô thầy cô dễ gần gũi, nó mới có thể tâm sự chia sẻ nhiều điều lắm, mà có khi ở gia đình không dám tâm sự chia sẻ với bố mẹ. Đến nhà trường thầy cô giáo cũng xa cách thì nó chia sẻ với ai? Lại chia sẻ đua đòi theo những người bạn xấu. Rồi chúng ta nên gương mẫu trong từng lời nói, từng cử chỉ, làm sao cho người ta cảm nhận được cái sự chân thành, cái tình cảm yêu thương. Rồi còn làm gương sáng trong các cái hoạt động xã hội nữa. Sao ta nhận ra cái nơi tâm hồn của thầy cô giáo một tấm lòng quảng đại, nhân từ, dấu chỉ của lòng thương xót Chúa rồi đó. Chứ còn nếu không mình chả phải làm những cái hoạt động xã hội từ thiện gì nó to lớn, xa xôi. Ngay học trò của mình có nắm rõ cái hoàn cảnh của từng em không? Tại sao mà nó cứng đầu cứng cổ? Tại sao nó hay nổi loạn như vậy? Có lý do của nó cả. Hoàn cảnh gia đình. Mình không tìm hiểu, mình không cảm thông, rồi mình chỉ dùng những biện pháp mạnh, không hiệu quả gì cả. Một bài học nữa từ Thầy Giê-xu đó là Ngài không bao giờ dừng lại ở bản thân mình. Bao nhiêu người tuẫn đến với Chúa, nhưng Ngài không hài lòng dừng lại ở đó. Khi chúng ta trở nên mẫu gương cho học trò, chắc chắn mình sẽ nhận được cái sự quý mến của học trò, của phụ huynh. Nhưng mà Thầy Giê-xu làm sao? Hãy học cùng Thầy, hãy yêu thương như Thầy. Nhưng mà Chúa không bảo để nên giống Thầy, mà Chúa lại hướng đến một người khác. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em ở trên trời là đấng hoàn thiện. Không dừng lại bản thân mà hướng người ta đến Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta cũng vậy thôi. Không tìm kiếm cái sự quý mến ngưỡng mộ cho bản thân mình, cho bằng là người môn đệ chúng ta phải bằng cách này cách kia để đưa người ta đến gần với Thiên Chúa. Không có nghĩa là người ta phải là một Kitô hữu. Đến gần với Thiên Chúa có nghĩa là họ cảm nhận được cái sự hiện diện, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa giữa thế giới này trong cuộc đời của họ. Đó là gần gũi với Thiên Chúa rồi. Vì thế cho nên là với cái sứ mạng là men, muối là ánh sáng trong môi trường giáo dục, chúng ta phải ý thức mình được mời gọi không chỉ truyền đạt kiến thức cho học trò mà thôi, mà mình còn phải giáo dục giúp các em nó biến đổi trở thành một con người tốt, một người hoàn thiện, hay nói theo cái nghĩa tôn giáo của chúng ta, các em nó được thánh hóa. Mình cứ nói thánh hóa là không phải là nên thánh ngay đâu, nhưng mà thánh hóa là nó trở nên tốt đã, nó hoàn thiện bản thân nó đã, đã là thánh hóa rồi. Vì thế cho nên trong cái công việc thực cụ thể của quý thầy cô trong môi trường giáo dục, mình phải quan tâm đến ngoài cái việc giảng dạy kiến thức, mình cần phải quan tâm đến cái việc giáo dục phát triển con người toàn diện. Đây là cái điều mà giáo hội lưu tâm. Gần đây vào năm 2016 vào tháng 8, Đức Giáo Hoàng đã công bố việc thành lập một cái bộ mới, đó là Thánh Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, một cái thánh bộ mới. Và cái thánh bộ này đã đi vào hoạt động chính thức vào tháng Giêng năm 2017, lưu ý đến việc phát triển con người toàn diện, chứ không chỉ về mặt tôn giáo, không chỉ về mặt đức tin mà thôi.
Cho nên chúng ta cũng vậy, ngoài cái việc dạy, giảng dạy kiến thức, mình cũng phải lưu tâm, ngược lại phải lưu tâm đến cái việc phát triển về nhân bản, về nhận thức, về đạo đức hay là về lương tâm. Đây là cái điều mà thời gian gần đây chúng ta thấy nhìn chung rất sa sút trong giáo hội, nhất là trong xã hội, nhất là trong giới trẻ. Có thể nói một cách nào đó, những cái điều tốt đẹp nơi con người nó vẫn luôn tiềm ẩn. Nên Khổng Tử mới nói là nhân chi sơ tính bản thiện. Bên ngoài người ta có thể thể hiện những cái điều này điều kia, nhưng mà những cái điều thiện, điều tốt nó vẫn tiềm ẩn trong con người. Thì thầy cô phải có cái trách nhiệm khai sáng cái điều đó, phải tìm thấy ngọc trong đá để rồi làm cho khơi lên những nhận thức đúng đắn, những cái điều thiện hảo nơi những người, những đối tượng mà mình được giao cho giáo dục. Và để làm được cái điều này, nó không phải đơn giản đâu, cần phải sự kiên trì. Và cần cái tâm nữa, mình phải muốn hay không, chứ mình không có cái tâm, không có thao thức về điều đó thì sẽ không có đưa đến kết quả. Thánh Augustino mà cứ yêu đi thì muốn làm gì làm, tức là mình phải để tâm đến cái gì đã, mình phải muốn điều đó, và khi mà mình muốn rồi thì mình sẽ có phương thế, không phải do mình nghĩ ra đâu, mà ơn Chúa nữa, chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, sẽ soi sáng để mình tìm ra cái phương thế. Và cái điều chắc chắn để đạt được kết quả, chúng ta phải trả giá. Chúa Giêsu cũng đã từng trả giá. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu, thấy Ngài đã chấp nhận hạ mình, hiến mình, hay nói cách khác, chấp nhận hao mòn bản thân của mình. Không phải hao mòn do bụi phấn như thầy cô đâu, mà hao mòn do bụi đời. Mà phải trả giá, các thầy cô chắc cũng là có những người phải hao mòn vì bụi phấn rồi, nhưng mà còn phải chấp nhận héo hon vì bụi đời nữa thì mới đạt được những cái kết quả mà chúng ta cũng như là giáo hội, như Thiên Chúa chờ mong. Đó là vài cái chia sẻ gợi ý với quý thầy cô nhân dịp mừng lễ bổn mạng hôm nay, trong cái môi trường chính thức của mình. Nhưng mà cũng còn một lời mời gọi nữa ở đây. Đó là lúc nãy coi xem, tôi xin lỗi không có tham dự hết được nguyên cái chương trình văn nghệ, mà ít nhất cũng được một nửa, được 6 tiết mục, thì nhận ra các thầy cô có nhiều cái khả năng. Chúng ta được nhận nhiều món quà của Chúa. Dĩ nhiên là cũng phải qua cái quá trình đào tạo, học hỏi những cái khả năng ca múa này. Múa hay thì đẹp, hát thì hay. Rồi cái khả năng truyền đạt. Đó. Cho nên mình phải tận dụng những cái khả năng đó để phục vụ. Không chỉ phục vụ trong cái môi trường giáo dục học đường thôi, mà phải phục vụ ngay trong môi trường giáo xứ của mình. Tôi nghĩ nếu mà các thầy cô tận dụng những cái khả năng đó, những cái món quà mà Chúa trao đó để mình phục vụ trong giáo xứ, thì giáo xứ chắc chắn sẽ phát triển thôi. Các cô múa giỏi, tập múa cho các em dịp này dịp kia. Mới tháng 5 vừa rồi dâng hoa, tôi thấy ngoài này dâng hoa rất là hoành tráng. Không biết là có sự đóng góp của các cô giáo đây chưa? Có rồi, chắc là có rồi, thì tôi đoán vậy, cho nên là mới hay được như thế, mới đẹp được như thế. Nhưng mà những ai chưa đóng góp, chưa nhiệt tình trong những công việc giáo xứ thì mình cố gắng dành thời gian để phục vụ. Rồi hát, tôi thấy chắc rất là nhiều các cô giỏi hát, các cô giáo mầm non hay là cấp 1 thì chắc chắn là hát rất là giỏi rồi. Tham gia ca đoàn,
Tối hôm qua tôi muốn ngủ sớm mà không ngủ yên vì các cô tập hát. Nó trễ nhưng mà nó vẫn hay, mình vẫn ráng mình nghe nên là không ngủ được. Đấy, tham gia các ca đoàn, rồi những thầy cô nào mà có khả năng giảng dạy cần phải cộng tác với ban thánh nhạc. Ban thánh nhạc vẫn có những cái chương trình đào tạo về, về âm nhạc để có nhân sự phục vụ giáo xứ, thì các thầy cô cũng đóng góp với ban thánh nhạc cho cái việc đào tạo đó. Rồi phần lớn các thầy cô cái khả năng giảng dạy, khả năng sư phạm có sẵn rồi. Cho nên so với những giáo lý viên bình thường được đào tạo mà không có cái khả năng sư phạm thì cái việc các thầy cô tham gia và dạy giáo lý nó hiệu quả hơn nhiều. Tôi cũng biết là một số thầy cô cũng đã tham gia dạy giáo lý rồi. Nhưng mà nhắm lắm khi là mình chỉ dạy giáo lý trong giáo xứ của mình thôi. Hôm qua tôi được nghe một cái chia sẻ từ một giáo xứ xa ở trên Tuốt Hạt Vô Hốt, mấy cái xứ đó xa lắm rồi, nói cái tình hình ở trên đó thì số các thầy cô cũng không có nhiều, không có dồi dào. Tiết mục lúc nãy là của các cô múa, của các cô trong Hạt Vô Hốt cũng rất hay rồi, nhưng mà chắc chắn là cũng cái số lượng nhân sự rất giới hạn. Cho nên bảo giá mà có các cái thầy cô có khả năng sư phạm sẵn rồi tham gia vào cái việc dạy giáo lý đó, tại nơi thì nó hơi giới hạn như vậy. Những thầy cô ở xa xa đó, vào ngày Chủ Nhật thay vì giảng dạy tại giáo xứ của mình, nhân sự đang dồi dào rồi, mình có thể hướng đến những cái vùng xa như vậy, hỗ trợ cho những vùng gọi là vùng sâu, vùng xa đó trong việc truyền giảng đức tin, thì nó tuyệt vời lắm. Ở đây mình có cái sự cộng tác chia sẻ với nhau. Và cuối cùng, cái điều mà quý thầy cô cũng có thể tham gia được vào trong cái cộng đoàn giáo xứ của mình là tham gia vào cái việc điều hành. Thầy cô nào cũng tổ chức lớp ngon lành rồi, giáo viên chủ nhiệm ở đây có khi là hiệu phó, hiệu trưởng, quen với công việc điều hành rồi. Bây giờ mình cũng tham gia vào cái việc điều hành của giáo xứ. Tôi mới về đây mấy tuần thôi mà ông vẫn nghe cái thông tin là bây giờ để bầu ban chấp hành của các giáo xứ khó lắm, không ai muốn làm việc cả. Người trẻ, người có khả năng thì lại đang phải bươn trải với cuộc sống. Còn những người mà bây giờ đã có thật khả, có thời gian tương đối rồi, sẵn sàng phục vụ thì cái khả năng cũng hạn chế về sức khỏe, về những cái kỹ năng khác. Cho nên các thầy cô giáo đang ở đây này, mình đâu có đi xa như là các bạn trẻ đâu. Mình sắp xếp thời gian để tham gia vào cái việc điều hành, cộng tác với cha xứ trong những cái hoạt động của giáo xứ. Đó là những điều tôi thoáng nghĩ mà các thầy cô giáo có dư khả năng để đóng góp, để phục vụ cho chính cộng đoàn giáo xứ của mình. Với cái sự đóng góp của các thầy cô như vậy, chắc chắn các giáo xứ sẽ phát triển. Và như vậy thì giáo phận của chúng ta cũng sẽ ngày một phát triển hơn. Kính thưa quý thầy cô giáo, với vài cái điều chia sẻ như vậy, gợi ý thôi. Và tôi tin rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ tác động, sẽ khơi lên nơi các thầy cô những cái thao thức, và thao thức đó đưa đến những cái quyết tâm cụ thể. Tôi xin một lần nữa xin chúc mừng ngày bổn mạng của giới giáo chức giáo phận. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Anton, xin Chúa ban cho quý thầy cô trước hết là sức khỏe, ơn khôn ngoan, cũng như những cái khả năng cần thiết để hoàn thành thật tốt cái sứ vụ mà Chúa đã trao qua cái môi trường của quý thầy cô.